Chúng ta thực hiện tiếp tục với món bánh phu thê. Bánh phu thê này còn gọi là bánh su xê gân. Vật liệu gồm có như sau. Nếu chúng ta làm 10 bánh thì gồm có 250g bột năng, 180g đường cát, 450g nước lã và 1/4 trái dừa rám. Chúng ta nạo như thế này. Phần nhân gồm có 75g đậu xanh, chúng ta ngâm nước, đãi vỏ và nấu cho nhuyễn. Sau đó cho thêm vào 75g đường cát, chúng ta xên thành nhân mứt. Lá dứa, lá dừa, dầu ăn và nước hoa bưởi. Cách thực hiện như sau. Bột năng cho vào chảo, sau đó cho nước lã vào, đường cát, quậy lên cho đều. Dừa rám chúng ta trụng sơ nước sôi, xả lại cho sạch. Sau khi quậy tan bột rồi, chúng ta cho dừa vào. Sau đó chúng ta quậy bột cho thật đều, để bột nửa chín nửa sống, còn gọi là lấy trùng đó các bạn. Khi quậy bột các bạn nhớ quậy một chiều cho đều tay, để bột không bị ốc trâu. Các bạn, bột như thế này là được rồi nha các bạn. Sau khi bột đã chín đó các bạn, chúng ta chuẩn bị để làm hộp. Phần làm hộp như thế này, hộp vuông, đây là phần đáy và đây là phần nắp. Phần nắp lúc nào cũng phải lớn hơn phần đáy. Phần này là phần đáy hộp và phần này là phần nắp hộp. Chúng ta sẽ có cây đo. Cây đo khoảng 4 phân. Và phần nắp lớn hơn khoảng 4/3 hoặc 4/2, tùy theo chúng ta muốn làm lớn hoặc nhỏ. Khi làm đáy hộp chúng ta cắt như sau. Đây là phần của đáy hộp, chúng ta đo như thế này. Sau đó chúng ta bẻ cong. Tiếp theo đó chúng ta bẻ tiếp tục. Ta sẽ làm 5 đoạn như thế này. Sau đó chúng ta dùng kéo chúng ta cắt một phần. Chúng ta cắt đứt phần lá như thế này. Ta bắt đầu xếp lại. Ta đan vô. Ta dùng tâm ta ghi vật hộp kín chặt lại. Chúng ta đặt lá dứa vào trong này.
và chúng ta bôi dầu ăn hoặc mỡ lên. Lá dứa chúng ta để trong này để khi chúng ta hấp bánh nó rất là thơm. Và khi ăn nó, người ta nắm cái đầu này, người ta dở lên, lấy ra rất là dễ dàng các bạn. Sau đây là phần làm nắp của hộp. Chúng ta lấy cái phần nắp, nó to hơn phần đáy, chúng ta đo cũng giống như lúc nãy chúng ta đo, và chúng ta phân ra 5 đường. Chúng ta vuốt và gấp cho thẳng nếp như thế này. Sau đó chúng ta bẻ. Từ đây chúng ta bẻ qua đây. Chúng ta vuốt cho thẳng nếp. Và nhớ thì chúng ta vuốt gấp cho thẳng như thế này. Rồi chúng ta gấp lên. Sau đó chúng ta dùng tăm nhọn liêm cho hai lá dính chặt vào. Phần lá này sau khi chúng ta hấp bánh đem ra ngoài, chúng ta để bánh thật nguội, chúng ta mới đậy nắp lại. Sau khi thoa dầu vào trong khuôn, chúng ta múc bột cho vào trong khuôn bánh. Sau đó chúng ta cho chút nhân vào giữa và chúng ta cho một lớp bột lên phía trên. Chúng ta thoa dầu và nhấn mặt bánh cho vuông góc. Chúng ta thoa để cho mặt bánh nó được láng đó các bạn. Và chúng ta sửa mấy góc để cho nó vuông. Và chúng ta bẻ phần lá dứa xuống. Trước khi chúng ta hấp đó các bạn, chúng ta phải bắt sửng nước sôi để cho thật là sôi, rồi sau đó chúng ta mới cho bánh vào hấp. Bánh sau khi hấp 15 phút, bột trong như thế này là được đó các bạn. Chúng ta gấp bánh ra ngoài. Sau khi bánh thật nguội đó, chúng ta dùng nắp đậy bánh lại.